Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Xem tử vi ngày, người tuổi Ngọ có tỷ kiến nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp, tự tin vào bản thân, quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, bạn không để cho cơ hội vụt bay mà nắm bắt lấy, thể hiện hết khả năng của mình để giành lấy thành công. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý, tam hội cục nâng đỡ, người tuổi Tý đã được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Yêu đương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau cuốn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên những tia sáng ấm áp cho nhau, những niềm vui không gì có thể sánh bằng. Tiểu nhân thiên quan lại khiến cho bản mệnh điêu đứng khi công việc bấp bênh, nhiều khó khăn, trở ngại thì nhỏ ùa đến. Bản mệnh vô tư không nghĩ điều gì, nói năng không kiêng nể nên dễ bị kẻ xấu ghen ghét, gây đủ chuyện để cho người tuổi Tý không được an yên. Thói đời đen bạc, càng tài năng càng dễ bị người ta đố kỵ, nghĩ xấu về mình, công việc bị trì trệ cũng là vì những lẽ đó. Công danh có bề thăng tiến cũng một phần là do các mối quan hệ xã hội không được tốt, nên cố gắng làm sao cho đường tình duyên của mình luôn tốt, không bị kẻ xấu ghen ghét, rèm pha. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày của người tuổi Sửu, hôm nay là ngày mà Sửu hợi tương hội nên mang tới những thời cơ để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong công việc, giành được nhiều thành công cùng những bước thăng tiến trong tương lai, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thực thần là cát tinh giúp cho người tuổi Sửu kinh doanh làm ăn tấn tới, tiền bạc về tay ào ào chẳng thiếu gì. Những người làm công ăn lương tuy không được may mắn nhiều như người làm kinh tế nhưng cũng không thiếu cơm ăn áo mặc, thu nhập cũng nhỉnh hơn ít nhiều. Thủy thổ xung khắc lại khiến cho con giáp này gặp phải những chuyện buồn trong tình cảm. Mâu thuẫn nảy sinh, hai người không đạt được sự đồng nhất trong tâm hồn, không ai chịu nhường nhịn ai, cho dù chỉ một lời. Chỉ thế thôi cũng đủ cho các cặp đôi rạn nứt tình cảm. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Dần hợi lâm nhị hợp, đây là điểm báo cát lành cho người tuổi Dần về đường tình cảm. Nhân duyên tốt đẹp, bản mệnh có thêm nhiều mối quan hệ có thể phát triển lên thành tình yêu. Người khác phải có ấn tượng rất tốt về bản mệnh và có ý định tiến tới tìm hiểu sâu hơn. Người đã có đôi có một ngày ấm áp trong vòng tay tình cảm của đối phương, dù không có những lời ngọt ngào nhưng mật ngọt rót vào tai người ấy thể hiện tình yêu của mình với bạn qua từng hành động. Chẳng gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai bạn đang ngày càng thăng hoa. Chỉ ngần cũng là điểm báo cho những cơ hội tăng tiến đang đến rất gần với người tuổi Dần. Tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn, ai cũng có thể thấy. Mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có điều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội cục nâng đỡ, đường tài lộc của người tuổi Mão hành thông vô cùng. Người làm công ăn lương, nhận được những gì xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn hết mình vì công việc nên có thể nhận được thêm phần thưởng cho tinh thần làm việc không mệt mỏi đó nữa. Những chú mèo làm kinh doanh, buôn bán thì có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, khách hàng vào ra nườm nượp, tiền bạc cũng theo đó mà đổ vào túi không bao giờ cạn. Nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Thiên ấn trợ giúp phần nào cho công việc của người tuổi Mão được suôn sẻ và phát triển hơn. Bạn thể hiện tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực, dễ dàng thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cũng biết linh hoạt ứng biến với từng hoàn cảnh, nhận được nhiều lời khen ngợi và khích lệ. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thương quan chiếu mệnh mang tới những điểm báo không lành. Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn tự tin thái quá, bạn hiếu thắng và không biết điểm dừng. Không phải lúc nào cũng có tham vọng lớn cũng là điều tốt, nhất là khi bạn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Bất cứ chuyện gì, người tuổi Thìn cũng có những suy nghĩ cực đoan và đòi hỏi bản thân ở mức rất cao, yêu cầu bản thân phải giành được những kết quả cao nhất. Tuy yêu cầu cao với bản thân cũng là điều tốt, nhưng khi nó trở nên thái quá thì mọi sự có thể đảo lộn, ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả.
thủy thổ dung khắc, ngũ hành cho vận trình tình cảm của con giáp này không được thăng hoa thăng tiến. Người ấy vẫn không chịu hiểu cho những điều bạn nói, hai người ở bên nhau mà không thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ hợi tương xung, xem tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2017 của người tuổi Tỵ. Tỵ vi đeo bám khiến cho bản mệnh điều đứng, thanh danh bị ảnh hưởng, uy tín bị kéo lùi, bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc, khó giành được lòng tin của đối tác, việc hợp tác làm ăn cũng khó lòng trở thành hiện thực. Kiếp tài ập xuống, mang thêm tai họa về tài lộc cho con giáp này. Vận trình tài lộc sa sút, tiền bạc trong nhà cứ đội nón ra đi, người tuổi Tỵ không làm cách nào để có thể ngăn cản được, những chuyện xấu cứ xảy ra, chuyện kinh doanh buôn bán cũng chẳng thể nào có thể khởi sắc được. Đôi khi, chúng ta phải biết cách kiên nhẫn và bình tĩnh khi vấn đề xảy ra để có thể tìm được cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề hiện tại. Những lúc ấy, đừng để sự lo lắng và sợ hãi bao trùm, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc gan tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2017, người tuổi Ngọ có tỷ kiên nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp. Tự tin vào bản thân, quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, bạn không để cho cơ hội vụt bay mà nắm bắt lấy, thể hiện khả năng của mình để giành lấy thành công. Ngũ hành hòa thủy bất dung chính là điểm báo rạn nứt về tình cảm của người tuổi Ngọ. Vợ chồng đồng sàng dị mộc không đạt được sự hòa thuận hài hòa như những ngày đầu. Đôi khi bản mệnh còn cảm thấy việc ở bên nhau chỉ còn là trách nhiệm phải làm mà thôi. Phải làm sao để có thể cứu vãn được tình yêu đôi lứa? Phải làm sao để giữ được tình yêu thương như phút ban đầu? Hãy dành cho nhau thêm nhiều thời gian, trò chuyện, tâm sự, cố gắng hiểu và cảm thông cho nhau, tìm lại những phút giây rung động đến tận tâm can. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, Mùi hợi bán hợp, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi thăng hoa rực rỡ. Người độc thân được nhiều người khác phái để mắt tới, đào hoa nở rộ, nhân duyên tăng tiến không ngừng. Cơ hội đến từ những lúc ta không hề biết tới, nhân duyên đến bất ngờ khi chính bạn cũng không ngờ. Thực thần chiếu mệnh, nâng bước cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm tài lộc cho mình. Thực thần tự tượng trưng cho tài lộc, dồi dào, nhưng chủ yếu kết hợp với những người làm nghề tự do. Kinh doanh, buôn bán chứ không mấy thuận lợi cho giới công chức, làm công, ăn lương. Kinh doanh buôn bán phát tài, tiền bạc dùng dính trong tay, cần phải có kế hoạch tài chính sao cho phù hợp và khoa học nhất có thể. Tiền bạc hôm nay có, ngày mai có thể tiêu tan, nếu không biết tiết kiệm và đầu tư đúng định hướng thì dễ rơi vào cảnh thiếu thốn nợ nần. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Thân có chính tài soi bóng, đường tài lộc hành thông vượng phát, người làm công, ăn lương có thu nhập ổn định, công việc suôn sẻ, thậm chí còn có khả năng nhận thêm nhiều khoản thưởng để thêm nhiều thành tích làm việc tốt. Nhờ biết chi tiêu tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính hợp lý, bản mệnh có được cho mình một khoản kha khá để phòng khi đói kém, đau yếu. Người có sự chuẩn bị kỹ càng sẽ là người dễ dàng có được thành công, ngay cả trong chuyện tiền bạc cũng như vậy. Kim sinh xuất cho thủy, bản mệnh chưa thực sự vui trong chuyện tình yêu, tình duyên chưa tới, người tuổi Thân chưa tìm được ai để cùng mình chung bước sớm hôm, chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cũng đừng quá buồn, ai cũng sẽ có một người dành cho riêng mình, sẽ có được hạnh phúc thuộc về riêng bạn mà thôi. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2017, người tuổi Dậu có thiên tài chiếu mệnh, vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng, nhất là người làm kinh doanh buôn bán có lộc làm ăn phát tài, tiền bạc vào nhà như nước. Các khoản cần phải chi tiêu hạn chế bớt đi, tài lộc tích tụ trong tay. Với những bạn làm công ăn lương, ngoài các khoản thu nhập chính thì con giáp này còn có được những khoản thu ngoài. Người tay trái cũng mang lại cho người tuổi Dậu khoản tiền kha khá để bù đắp cho các khoản cần phải chi tiêu cấp bách, giải tỏa áp lực về tài chính cho con giáp này. Ngũ hành sinh xuất gây trở ngại cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Người có tình
lại chẳng có duyên, người ta đem lòng yêu thương mến thì lại không trao cho ta tình cảm nhiều. Nhiều điều trái ngang khiến cho bản mệnh buồn phiền, đôi khi nản lòng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời. Con số may mắn 1-7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2017, người tuổi Tuất có mấy may mắn khi mà thương quan hung thần khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bạn cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, tránh việc tùy hứng, làm mọi chuyện theo sở thích, bất tuân quy tắc. Sự tùy tiện của bạn có thể gây ra những rắc rối mà người tuổi Tuất không thể ngờ tới. Công việc cần phải chuyên tâm, dốc sức vào đó thì mới đạt được hiệu quả cao. Ngay cả khi có năng lực mà bạn không đủ cố gắng thì vẫn không thể nào giành được thành công như mong muốn. Thủy thổ xung khắc, ngũ hành bất dung chính là rào cản để người tuổi Tuất tiến được đến bến bờ hạnh phúc. Nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của hai người, bản thân hai bạn yêu thương nhau rất nhiều nhưng lại bị ngăn cản, cần phải có nghị lực và ý chí để có thể chiến thắng mọi trở lực, hạnh phúc ở bên nhau. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, khám phá tử vi phương Đông, người tuổi Hợi phải gánh chịu những chuyện buồn về tình cảm. Ngày Hợi Hợi tự hình, bản mệnh có nhiều ấm ức chưa thể nói ra, dù phải vất vả ngược xuôi, lo lắng cho mọi người hết mực, nhưng bạn không được mọi người đánh giá cao. Tình cảm cho đi không được nhận lại, dâng tặng rất nhiều nhưng lại chẳng được đối phương cho vào mắt. Người tuổi Hợi có thể bị tiêu quan tiêu ti cực, than thân, trách phận, không có những suy nghĩ sáng suốt về tương lai sắp tới, đưa ra những quyết định sai lầm. Chính quan phần nào gánh đỡ cho những chuyện xui rủi trong ngày của con giáp này. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn không để những phiền muộn của riêng bản thân mình ảnh hưởng đến công việc. Cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ không vui để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.